Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tấm Lúc Mobile. Hôm nay mình tiếp tục ở đây và cho mọi người biết những cái thông tin mới nhất về Apple iPhone cũng như là cách để chúng ta sử dụng iPhone một cách tối ưu hóa nhất nhá. Hôm nay là một cái thông tin cực kỳ hay đến từ Apple, đấy là Apple cho rằng là sản xuất màn hình Micro OLED khó hơn Apple nghĩ và chi phí cực kỳ tốn kém cho cái dòng iPhone sắp tới đây, chính là iPhone 16. Đấy, 15 thì mới ra cách đây được khoảng mấy tháng thôi, nhưng mà đã có dự tính và dự trù cho iPhone 16 rồi. Thì kế hoạch chuyển sang từ OLED sang Micro OLED, Apple đã tiếp tục tiến hành cũng như là trải nghiệm nhưng mà vẫn đang bị trì hoãn. Theo báo cáo tới đây từ nhiều nguồn tin ấy, trong hành thì Apple đã cho rằng đấy là tấm nền Micro OLED đấy nó đang gặp phải rất là nhiều trục trặc. Việc phát hành đồng hồ thông minh cùng với công nghệ màn hình mới cũng có thể tiếp tục phải trì hoãn trong khoảng tầm 2 đến 3 năm nữa mới có thể tiếp tục trở lại được. Và trước đây theo các nguồn tin dự đoán khung thời gian ra màn hình Ultra với màn hình Micro OLED thì trong khoảng 2024 đến năm 2026. Tuy nhiên thì có thể phải đợi đến tầm 2027 hoặc 2028 thì mới có thể được chiêm ngưỡng cái con màn hình Ultra Micro OLED được. Và tỷ lệ lỗi quá cao, chi phí thì quá là tốn kém, cho nên là đây chính là nguyên nhân mà khiến công ty đã phải đẩy lùi lại kế hoạch, cũng như đấy là phải để con màn hình đấy nó có một cái độ tuổi chính xác mới có thể làm được, không thể để quá nhiều lỗi xảy ra như là trên cái dòng 13 Pro Max được, bởi vì tốn rất là nhiều chi phí rồi. Ước tính chi phí sản xuất một tấm nền Micro OLED có kích cỡ như SmartWatch thì có khoảng đấy là 150.000 USD, đắt hơn khá là nhiều so với 38 USD để làm ra một chiếc OLED trên màn hình Watch Ultra 2 và do LG Display sản xuất. Tuy nhiên thì ngay cả cái tấm màn hình này OLED thì cũng có giá khoảng tầm 120 USD trên cái dòng 15 Pro Max thôi. Và nếu như sản xuất trên dòng Watch Ultra 2 cũng như là dòng dòng iPhone mới trong cái dự tính năm mới thì nó sẽ đắt hơn gấp 2 thậm chí là gấp 3 lần. Và dù vậy thì tuy là rẻ hơn được một tí so với Micro OLED, nhưng mà OLED trong cái điểm hiện tại thì mình thấy nó sử dụng vẫn rất là tốt, ổn định và không có phần lỗi nào đây cả. Nhất là đối với cái màn hình với tần số quét 120Hz trên dòng 14 cũng như là 15 thì quá là ngon rồi, không còn điểm chê nữa. Và đây nó một cái màn hình tối ưu hóa nhất trong thời điểm hiện tại của Apple đã từng sản xuất ra. Và nếu như mà Apple đang có dự tính và dự trù làm cái màn hình Micro OLED thì chắc chắn là khoảng tầm 2-3 năm nữa chúng ta mới có thể sở hữu cũng như là trải nghiệm được cái tấm màn hình này. Nhưng mà mình thấy như thế cũng tốt thôi, trải nghiệm đến lúc đấy thì sẽ không còn phải lỗi nữa, cũng không sợ phải lỗi như xanh trắng màn hình trên như cái dòng 13 Pro, 13 Pro Max. Vậy nên là nếu như anh em mà đang mong chờ cái tấm màn Micro OLED thì cứ từ từ đã, khoan hẵng vội, bởi vì sẽ như trong khoảng năm 2027-2028 thì chúng ta bắt đầu sẽ có thể chiêm ngưỡng và trải nghiệm được cái tấm màn Micro OLED đấy thôi. Và nếu như anh em nào thấy video này hay thì có thể để lại comment cũng như like share video này nhá. Và chúc anh em một mùa Tết vui vẻ nha. Và mình sẽ lên cho anh em nhiều cái video mới hay hơn cho mọi người trong cái dịp Tết này nhé. Bye bye mọi người.